đội nhóm mà gọi vốn. À, nó mình nhớ cái vụ mà mấy con đom đóm, mấy con cua không ạ, cái video ạ. À, ok, đặc biệt là cái hình ảnh mấy con đom đóm bay trong rừng nó phát sáng, thế thì nó không bị va vào cây. Sau đó đến một con đom đóm là lại đâm vào cây. Thế câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với mình một khái niệm mà cũng một cái bài học phát triển cá nhân rất hay, nó có tên là để thành công thì bạn phải điên rồ hơn. Đó. Bình thường không thành công được, bằng tôi mình high five bên cạnh bình thường không thành công được đâu. Rồi, cái câu chuyện này tôi cũng đã chia sẻ cho nhiều anh chị em nghe cái câu chuyện này rồi. Thế mà thông thường thì chúng ta thường sẽ có cái sự phát triển của chúng ta như thế này, tức là thông thường chúng ta sẽ tăng trưởng đều qua các năm, tăng trưởng đều, mình cứ đều đều thôi, mình kiếm được 10 đồng, 11 đồng, 12 đồng, 13 đồng, cứ tăng trưởng đều qua các năm. Đột nhiên đến một ngày cái này mình lại nhảy vọt lên gấp 10 lần, người ta gọi là sự thay đổi 10x. 10x ngay người ta còn gọi là điểm đột phá đấy ạ. Có thể hiểu là điểm đột phá của bạn là về mặt quy mô doanh nghiệp của bạn, về mặt doanh thu, về mặt lợi nhuận, về mặt tôi ví dụ như là sự phát triển cá nhân của bạn, bạn đột phá gấp 10 lần về sự phát triển cá nhân, bạn phát triển cá nhân khủng khiếp trong vòng một năm và khiến cho tất cả anh em bạn bè đều rất là ngạc nhiên, đúng không? Mọi người không thể ngờ là bạn lại thay đổi nhanh như thế. Rồi. Thì cái điểm này này được gọi là điểm đột phá, điểm đột phá trong cuộc đời của bạn. Rồi. Một chủ doanh nghiệp một khi học được khái niệm này thì sẽ bắt đầu, thường là đầu năm ấy là người ta sẽ phải định hình được là năm nay khả năng là mình sẽ phải tung ra 1, 2, 3, 4 hoặc 5 cái hành động nào đó thì mình mới đột phá được, làm như cũ không có kết quả mới. Ở ví dụ có năm thì chúng tôi nghĩ là chắc là phải làm dự án 1 trên 500, làm cái dự án 1 trên 500, làm cái 3 hectare. Có năm thì chúng tôi nghĩ là chắc là phải đưa công ty, sở hữu công ty trên sàn chứng khoán thì nó có thể là một cái điểm đột phá. Nó tóm lại là mình phải phán đoán và mình phải đưa vào thử nghiệm. Tôi hình dung vào nào ạ? Rồi. Có bạn thì có thể là cái điểm đột phá của bạn ấy có thể là đi học nick chẳng hạn, là một điểm đột phá. Sau khi học xong về thay đổi cuộc đời, tôi ví dụ gần đây một bạn làm du học ở dưới Hải Phòng, đi học xong về được mấy cái, một là mua được miếng đất hơn 3 tỷ, bây giờ tăng giá được 10 tỷ. Hai là đầu tư chứng khoán thì thả vào 500 thì cũng được khoảng 300 triệu, tức là sau khi đi học. Nếu mình đã học xong phần này thì chúng ta sẽ được nghe chia sẻ về chứng khoán. Đấy, cái người chia sẻ cho các bạn thì bạn ấy cũng rất là siêu, bạn ấy công ty của bạn 150 tỷ rồi, cũng có nhiều tòa nhà cho thuê. Thế rồi là hơn chục năm kinh nghiệm chứng khoán rồi. Đấy. Và tại sao bạn học chứng khoán? Làm bất động sản phải học chứng khoán, học cách nhìn gì nhỉ? Cả bàn cờ. Nó mình hai pha, người bên cạnh nó là học cách nhìn cả bàn cờ. Và anh em hai pha thường xuyên với nhau một chút để cho chúng ta tăng cái sự tương tác đấy, và giao lưu và học hành tỉnh táo hơn. Nên mình hai pha với người bên cạnh nói là hai pha nhiều vào. Rồi, thế bây giờ quay trở lại điểm đột phá. Thì năm nay bây giờ là tháng 4 rồi, và các bạn cũng phải phán đoán là năm nay thì điều gì sẽ đưa cuộc đời của mình hoặc doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Năm nay thì bạn cứ phải liệt kê xuống khoảng 3 đến 5 cái mà bạn phán đoán là phải có cái hành động đấy thì nó mới có thể là nhảy vọt được. À, tôi ví dụ cho bạn một câu chuyện để bạn dễ hình dung cái khái niệm này, điểm đột phá. Tôi sẽ kể bạn cái câu chuyện của ở đây bao nhiêu bạn biết Kangoo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Đấy. Thế thì trong nhiều năm liền cái doanh thu và sự tăng trưởng Kangoo là như này. Thế còn đột nhiên đến một ngày, ban lãnh đạo họ ra một quyết định là sẽ dùng tiền để marketing. Và cái trận đánh đấy là chung kết của Cúp C1. Đấy. Vào giờ nghỉ giải lao khoảng 15 phút thì Kangoo sẽ ập vào quảng cáo Kangoo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam.
Thì tôi chia sẻ bạn là hôm đấy là đúng trận chung kết của bóng đá là buổi tối muộn, đêm muộn. Thì lúc giờ nghỉ giải năm 15 phút, Kangaroo ập vào quảng cáo luôn. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. 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 Tóm lại nó cứ đập đi đập lại như thế. Chúc là ê, khách hàng xem, khách hàng mà nghe TV nó bị làm sao nhỉ? Và về sau thì người ta mới biết là bọn này nó cố tình quảng cáo kiểu dập đi dập lại một cái cách để đưa thông điệp lại vào tiềm thức. Sau thường sau những quả quảng cáo như thế là khách hàng ám ảnh luôn. Thế và ngay lập tức ngày hôm sau tất cả báo đài mạng xã hội đều chửi Kang Gu là quảng cáo vô vẩn. Và chúng ta có nên cấm những hình thức quảng cáo như thế không? Bởi vì nếu không ấy thì lại rất nhiều ông nên lại diễn lại trò đấy. Thế thì cái quảng cáo truyền hình thì nên bây giờ nó có quy định là ông không được đập phát hai quá hai lần. Mà không bao giờ bạn nhìn thấy ông nào được đập hai lần hoặc là ba lần trở lên là không được. Rồi. Thế thì quay trở lại chia sẻ lớp mình là thì cái việc mà dồn tiền vào trận chung kết của cúp C1 đấy là điểm đột phá. Sau cái trận đó thì cả nước đi đến Kangaroo. Thế rồi là mọi người mặc dù cũng nói là quảng cáo vớ vẩn nhưng mà sau một thời gian mọi người công nhận ok Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Và đấy là một chiến dịch marketing rất là thành công, ngay kể cả điện máy xanh cũng thế, thế giới di động đều làm những cái chiến dịch marketing rất thành công. Và một trong những nguyên tắc là rất hiểu về làm nào đưa thông điệp vào tiềm thức của khách hàng. Mấy bài hát hò cho đến bọn trẻ con là nó cũng cứ phải hát đi hát lại. Đến điện máy xanh, đến điện máy xanh. Ở đây tôi mình thấy nguy hiểm không ạ? Rất nguy hiểm đấy. Và nếu mình hai phàng với người bên cạnh và nói là lặp đi lặp lại. Nên mới bảo anh em là đọc tuyên bố để chinh phục tiềm thức mà đấy. Rồi. Thế điểm đột phá cho mình hai phần cho người bên cạnh và nói là tôi sẽ tìm ra điểm đột phá. Tìm ra điểm đột phá. Đó. Phán đoán nhưng bước một chắc chắn là phải là phán đoán điểm đột phá. Năm nay điều gì sẽ đưa cuộc đời của bạn lên một tầm cao mới? Tôi không biết, nhiều bạn phải tự suy nghĩ vào trong trường hợp của mình. Đó. Nhưng mà không không có gì nhỉ, không chúng ta gọi là nếu mà làm như cũ thì chắc chắn là không đạt. Đó. Chúng ta luôn có hai con người mà chúng ta mong muốn, chúng ta luôn có gọi là khái niệm này là chúng ta có một cái con người chúng ta mong muốn trở thành. Ví dụ đây là con người hiện tại của chúng ta, kể cả nhiều anh chị em đã thành công rồi, đã kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng thực tế thì vẫn luôn có một cái con người mà bạn có thể trở thành và lớn lao hơn hiện tại rất nhiều. Đấy. Thì cái con người này chúng ta gọi là tôi nhỏ bé. Và nếu mà bạn phát huy hết tiềm năng thì bạn trở thành cái con người này được gọi là tôi vĩ đại hoặc là tôi thành công. Đó. Cái vấn đề là làm sao mà dễ dàng sang đây được? Đó. Không dễ thế đâu. Bạn sẽ bị ăn ngay một quả thánh đường và nó khiến cho bạn không bao giờ di chuyển sang được. Vấn đề là cái rào cản của bạn, rào cản của bạn là gì? Theo lớp mình rào cản là gì? Đấy, nỗi gì ạ? Sợ. Và có rất nhiều nỗi sợ, sợ mất tiền đấy, sợ rủi ro, sợ anh em bạn bè đánh giá là mình ngu, nhiều sợ mọi người đánh giá, sợ các chuyên gia bàn lùi phản đối, sợ rất nhiều nỗi sợ. Và thực ra cái này nó không sai, cái này nó đã gọi là trong xuyên suốt chiều dài lịch sử, kể cả từ cái thời mà chúng ta còn là nguyên thủy ở trong hang, cái này nó đã hình thành rồi. Sợ là thú ăn thịt, sợ bộ lạc khác tấn công đấy. Thì người ta mới có cái kết luận là bộ não của chúng ta được thiết kế để sợ hãi đấy. Chứ không phải để hạnh phúc.
Đấy. Và người ta có cái câu là kinh doanh ấy, thì 80% vấn đề là nằm ở gì? Tâm lý. Đó. Nhưng mình hai phần bây giờ bên cạnh nó là 80% ở tâm lý. Rất là nhiều nỗi sợ hãi, lo lắng, ngăn cản bạn đi đến thành công, nên bạn không thể trở thành cái con người bên này được. Đấy, nó kìm hãm bạn. Thì có cách nào để mà phá tan cái rào cản này? Đấy, để bạn di chuyển từ tôi nhỏ bé sang tôi vĩ đại. Thế thì có một cái từ khóa rất quan trọng và bạn có thể ghi cái từ khóa này vào. Thì có cái ông Tony Robbins ấy, ông diễn giả chủ động lực số 1 thế giới, ông nói là như này: mỗi khi mà bạn gặp khó khăn thì bạn hãy nhớ đến cái sức mạnh của việc ra quyết định. Đó, cái từ khóa của chúng ta là từ ra quyết định. Đó. Bởi vì mỗi khi bạn ra quyết định đấy, thì số mệnh nó sẽ hình thành. Đó. Thì cái từ khóa ở đây là từ khóa có tên là ra quyết định. À, ví dụ như chúng tôi đến đi mua lại một cái dự án, mua lại 60% cổ phần một cái dự án ở hơn 20 hecta, thế mình cũng đến khảo sát nghiên cứu dòng dã khoảng hàng tháng rồi và cứ trăn trở làm mới không làm, làm mới không làm đấy, kiểu như vậy. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng phải ra quyết định thôi, làm và làm gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà tổng kết lại cuối cùng thì cũng là gấp đôi. Và cái bài học đây mà tôi muốn chia sẻ cho bạn là cái từ khóa này: mỗi khi bạn gặp khó khăn, bạn hãy nhớ đến sức mạnh của việc ra quyết định. Nhưng mình hai phải, nhưng mà bên cạnh là ra quyết định là sức mạnh. Bạn có quyền lựa chọn mà bạn luôn có quyền quyết định. Đấy. Đây là một từ khóa. Từ khóa thứ hai mà tôi cũng thường xuyên là khuyến khích anh em là bạn hãy nhớ đến từ khóa này. Đấy, là đây đây, ví dụ các bạn thấy cái cuốn sách Nghĩ Khác tập 1 này rất là hay, bao nhiêu anh em muốn cuốn sách này miễn phí, rất hay và rất tuyệt vời. Bao nhiêu anh em muốn cuốn sách này miễn phí, rất hay và ok. Bao nhiêu anh em muốn cuốn sách này miễn phí, rất hay và bao nhiêu anh em muốn quyển sách này miễn phí, giơ tay. Ok, và chào bác đây. Mình tên là gì? Mình tên là gì? Tuấn Anh. Ok. Anh em có học được bài học gì không ạ? Đúng rồi. Mình high five người bên cạnh, nó là hành động mới có kết quả ha. Không muốn thì ai chả muốn. Đồng ý không ạ? Từ khóa thứ hai mà bạn phải nắm được là hành động. Và hành động kia với bất động sản cũng như vậy thôi. Thì nhiều bạn mình đi học đi hành gặp gỡ những mối quan hệ mới, mình đi ra xem đất xem cát, phải hành động nhé. Bao nhiêu bạn đồng ý là phải hành động mới có kết quả, giơ tay nói thôi. Bao nhiêu anh em muốn quyển sách này miễn phí cho ta? Rồi, mong muốn thì ai mà chả muốn, đúng không? Rồi. Rồi, ok, rất tuyệt vời. Đấy là, thì chúng ta nhớ hai từ khóa, chúng ta cần phải nắm được hai từ khóa. Từ khóa thứ nhất là ra quyết định. Đấy. Ra quyết định là tháng này bạn sẽ làm cái gì, hành động cái gì. Đấy. Ra quyết định là năm nay. Đó. Chứ mình hai phải người bên cạnh mà nói là làm như cũ là không có kết quả mới. À, nó mình hai phải tiếp với người bên cạnh nó để thành công phải điên rồi. Rồi. Thì đúng thật, mà bạn mà định manh nha làm cái gì là anh em bảo bạn mà điên rồi, điên rồi. Về các chuyên gia bạn lùi người ta thấy sợ bạn ngay, và anh em cùng cùng môi trường với bạn người ta bảo mạnh dạn lắm nhỉ. Thực ra họ nói thế nhưng mà thực ra ý là họ bảo là ông liều đấy, ông chết đấy, ý họ là như thế đấy. Đồng ý không ạ? Rồi. Rồi tôi gặp một cái anh bạn, anh ấy có trung tâm hội nghị hơn 1.000 tỷ. Tôi một hôm tôi hỏi anh sao anh bí quyết thành công là gì, anh thích cái câu nói gì, thì anh bảo là câu nói gì à,
Anh nghĩ lúc anh bảo là tiền chỉ dành cho người dũng cảm thôi. Nhưng mình hai phần bên cạnh nó là tiền chỉ dành cho người dũng cảm thôi. À, dũng cảm, hành động. Thế nhưng mà nhiều anh em thì cũng phải hiểu đầy đủ. Dũng cảm, hành động nó là phần nghĩ lực. Chúng ta vẫn còn phần gì nhỉ? Trí tuệ. Rồi. Phần đạo đức. Sự chính trực trong kinh doanh. Ừ. Mình hai phần với người bên cạnh nữa nói là tiền chỉ dành cho người dũng cảm. Rồi. Thì đúng, rất nhiều người là kinh doanh mà đôi khi họ thiếu cái sự kiên định, kiên trì, kiên nhẫn, dũng cảm, quyết liệt trong hành động, quyết đoán. Đấy. Thì cũng rất là đúng. Rồi, thì tôi chia sẻ cho mình một cái câu chuyện, nó có tên là điểm đột phá ở cuộc đời tôi. Thế thì quay trở lại cái thời điểm mà lúc mà tôi mới manh nha bắt đầu, hồi trước thì làm một chục công việc kinh doanh không có thành công. Sau đó thì may mắn vô tình biết đến bất động sản. Thì bắt đầu đi làm thuê cho thuê lại. Thuê cho thuê lại thì bắt đầu kiếm được mấy chục triệu một tháng. Thì tôi mới gặp cái người đàn anh đi trước và hướng dẫn cho mình. Đấy. Hướng dẫn cho mình. Và anh ấy nói với tôi là thứ nhất là em phải thay đổi cái tư duy. Là tư duy ở đây là tư duy của những người người ta đã kiếm triệu đô rồi, hàng triệu đô la rồi. Thì em phải học những cái tư duy mới. Và cái thứ hai là em phải cải thiện cái kỹ năng. Một là tư duy và hai là kỹ năng của em. Và kỹ năng ví dụ như là đàm phán này, em đi mua nhà mà em không biết trao đổi, không biết đàm phán thì làm sao mà em có thể có một là cái giá tốt, hai là những cái điều khoản có lợi được. Em không biết trao đổi như nào. Thế thực ra là đàm phán là không phải là đi xin mà mình là một cái cuộc tranh luận với nhau. Đấy, ví dụ như là nhà ông là 10 đồng nhưng mà theo tôi là không đến 10 đâu. Bởi vì cái lý do số 1, số 2, số 3 là như thế này. Đấy. Tôi phân tích cho ông mà nếu ông không bán thì hôm nay thì có thể là sau này ông không bán được cho ai, hoặc là ông sẽ là mất cái cơ hội của ông. Đấy. Và đôi khi trong nhiều trường hợp ông nên đánh giá được là cái quả khác của ông hình như là đang ngon hơn rất nhiều. Thì tại sao ông lại giằng co cái quả này với tôi làm gì? Vậy rồi này không ạ? Đấy. Hoặc là tôi tính ra cho ông là nếu mà cái việc kia mà ông không giải quyết, giả sử ông đang có một cái việc gì đấy là đến hạn, đấy, uy tín, thì cái việc mất uy tín của ông với anh em có quan trọng không? Thì đấy là một cái cuộc tranh luận với nhau. Và anh nói với tôi là nếu mà em đi mua bán giao dịch mà em không biết trao đổi đàm phán thì rất là dở. Và đàm phán thực ra là không phải là để giảm tiền, mà đàm phán là để kiếm tiền. Tôi mới hỏi là sao lại kiếm tiền. Thì em anh bảo tôi là thế thì có phải tài sản 10 đồng em mua vào 7 đồng, 7 đồng sau lại bán ra 9 đồng. Như vậy là đàm phán nó là công cụ kiếm tiền nhỉ. Mình hay sai, mình bên cạnh là đàm phán là để kiếm tiền. Mình rất giỏi trao đổi đàm phán và mình mua được giá rẻ. Đấy, hoặc là những cái điều khoản khác có lợi. Và đấy anh nói cũng nói với tôi về cái viết quảng cáo, tức là anh bảo tôi là đấy thì em cứ bán hàng theo kiểu một chọi một thì em phải thay đổi đi. Em phải phát triển học hỏi một cái kỹ năng là viết quảng cáo. Thì cũng là cái mảnh đất đấy, cũng là cái ngôi nhà đấy. Nhưng mà mình viết làm sao mà người ta đọc xong người ta thấy là ô hay nhỉ, nhà này ngon. Ví dụ một đoạn bán là hỏi một cái biệt thự Vendo 6 tỷ. Thế thì nhưng mà một bạn khác thì biết là như này, biệt thự Vendo giá chỉ bằng căn hộ. Thế ông kia ô nhỉ, đúng rồi, rẻ, 6 tỷ là rẻ đấy. Căn hộ trung tâm này cũng 6 tỷ mà. Nhất định như phần này không ạ? Đấy, thế thì anh nói tôi là em phải cải thiện cái kỹ năng viết quảng cáo. Ví dụ tôi báo giá cho bạn 34 tỷ hoặc là 38 tỷ cái tài sản, bạn nói ngừa đặt thế, tôi đặt cái gì? Em nói anh bằng đúng cái biệt thự trong trung tâm. Nhưng 38 tỷ này là anh có thể chuyển nó thành 200 cái ô liền kề, 200 cái mảnh đất liền kề. Nghĩa của em là diện tích nó lớn này mà. Ông bảo cũng thế, cũng hợp lý nhỉ. Đấy là ví dụ của viết quảng cáo. Tức là vẫn là cái tài sản đấy, nhưng thì qua cái phương pháp của viết quảng cáo và người ta có thể làm cho cái tài sản trở nên vô cùng hấp dẫn. Và câu hỏi tiếp theo, viết quảng cáo có nguyên tắc không? Có, nắm được nguyên tắc viết hay như mọi người. Thì tôi chia sẻ bạn đây là một viên ngọc quý, viết quảng cáo là một viên ngọc quý, đàm phán là một viên ngọc quý. Một số anh em đủ 7 viên ngọc, hóa rồng.
có nhiều viên ngọc và có thể không biết là bạn là thiếu viên nào. Có ông thì thiếu viên huy động vốn, có ông thì thiếu cái quảng cáo, có ông thì thiếu marketing, không biết được. Đấy. Rồi thì tóm lại là bạn nên đi nhặt những cái viên ngọc còn lại. Đó. Bán hàng đấy cũng là một viên ngọc quý. Đó. Thói quen. Đó. Thì đây là tôi chia sẻ bạn là khi mà tôi được hướng dẫn như thế này thì tôi thấy là thu nhập mình tăng trưởng và mình bước sang làm cái môi sửa bán mình cũng kiếm tiền tốt hơn nhiều, một deal được mấy trăm triệu đồng thay vì là hồi trước chỉ làm được có mấy chục mà lại là vất vả hơn. Thì tôi chia sẻ bạn là mỗi thời điểm mình sẽ phải nhìn ra được là cải thiện tư duy và kỹ năng gì. Ví dụ như ngay cả trong phần bất động sản nha, phần bán hàng, khách hàng vào báo giá là thế, nhiều anh em thì thường báo giá là khách hàng hỏi giá bao nhiêu, bạn bảo 10 đồng, xong bắt đầu khách hàng hỏi có bớt được không, bảo không bớt được. Đây là cái cách mọi người hay báo giá hay gặp. Đó. Thì sau này thì bạn sẽ phải học những cái cách báo giá khác, ví dụ khách hàng người ta vào xem nhà của mình. Đấy. Hay là có nhiều góc nhìn khác, ví dụ như là nhiều anh em cứ bảo là chết dở, bán có khi phải hạ giá tí nhỉ, 2 tỷ có khi hơi khó bán, có khi phải 1.8 tỷ mới bán được. Nhưng không phải, nhiều bạn bị nhầm cái phần đấy. Có bạn ví dụ bảo 5 tỷ rưỡi này chắc khó lắm, phải 5 tỷ 3 thì may chăng mới dễ bán. Không phải, cũng không phải luôn. Rất nhiều trường hợp nhé, người đi mua người ta đôi khi không phân biệt được 5 tỷ 3 hay 5 tỷ rưỡi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này, giơ tay. Vấn đề là bạn có quá ít khách hàng và đôi khi bạn phải hạ giá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn marketing rất tốt và có được rất đông khách hàng vào xem? Bạn có quyền gì nhỉ? Chọn khách hàng. Đấy. Thế thì trường hợp người ta vào mua bởi vì chú cò dẫn vào, chú bảo cái nhà này 5 tỷ rưỡi em nói với anh là cực kỳ ngon, cực kỳ tuyệt vời. Các kiểu thế cùng khách mua 5 tỷ rưỡi. Thế nhiều người thì họ nghĩ là phải hạ giá mới bán được. Không phải. Trong rất nhiều trường hợp không phải như vậy. Đúng, có những trường hợp hạ giá mới bán được. Nhưng rất nhiều trường hợp khác phải tăng giá nó mới hiệu quả. Ví dụ cái ông mà mua vào mua tài sản 80 tỷ thì tôi bảo ông rồi mà bước ra khỏi phòng này là anh em mình khác đấy. Thế hôm sau thì mua 85 đấy thôi. Thì ở đây tôi chia sẻ bạn trong nhiều trường hợp tăng giá mới hiệu quả, nó mình hai phái người bên cạnh nó là tăng giá mới hiệu quả. Nó tăng giá mới hiệu quả thật mà. Nhiều chủ đầu tư người ta biết cái điều đó mà. Tôi bạn không biết chủ đầu tư, nhiều chủ đầu tư bán là 10 đồng bán mãi không được. Tăng lên 15 đồng. 15 đồng để bán được anh em ạ. Tất nhiên là trong cái câu chuyện chiến lược về giá thì chúng ta sẽ còn bán thêm, nhưng mà ý tôi nói là nó có những cái câu chuyện như vậy, tình huống như vậy để bạn biết thêm, là ngay cả trong việc bán cái tài sản làm nào để bán được nhà nhanh hay là đi mua nào cho rẻ. Và câu hỏi số 3, tôi đã kinh doanh một thời gian rồi, bây giờ tôi nên thay đổi cái điều gì? Có bạn nào quan tâm một trong ba câu hỏi này không ạ? Giơ tay. Ok, tốt. Là anh em không cần nghĩ, nhưng mà bạn xem là bạn thuộc nhóm nào, mới bắt đầu đấy, hay nhóm số 2 là sắp làm một cái dự án nào đó đấy, tức là mình đã kinh doanh ở một cái việc nào đó rồi, mình sắp triển khai thêm một cái dự án đó, ví dụ dự án bất động sản, một cái dự án kinh doanh mới. Và thứ 3 là một số bạn đã kinh doanh rồi đấy, ok. Thế xin mời anh em chúng ta vào phần quy trình phát triển doanh nghiệp. Đặt nội dung này, nội dung thứ 5 rồi. Đấy, chúng ta cái số 4 là định hướng. Ok, anh em vào bước 1. Thông thường chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình. Bước thứ nhất là bạn có một cái ý tưởng. Đấy, bạn sẽ làm cái gì? Ví dụ các bạn bảo là làm bất động sản. Đấy, sắp tới em làm thuê nhà cho thuê lại, em đi làm mua nhà sửa bán. Đấy, thì đấy là một cái ý tưởng, một cái mô hình. Có bạn thì bảo là em làm gì nhỉ? Em làm ngô, xong em xây lên em cho thuê. Đấy. Thế thì đấy là ý tưởng về mô hình. Thế thì mời anh em ghi xuống và rất là nhanh thôi. Bước 1. Thế bao nhiêu bạn đã xác định được bước 1 rồi? Mình làm cái gì rồi? Giơ tay. Đấy. Thế một số anh em khác thì có thể mình chưa xác định được mà nuôi con gì, trồng cây gì. Rồi. Nuôi con gì, trồng cây gì là làm mô hình nông nghiệp lên đó mình. Ok, bước 1.
mình làm sản phẩm hay mình làm dịch vụ. Có bạn thì mô hình của em là mô xây nhà bát, được không ạ? Rồi. Có bạn bảo tôi phải, có một số anh chị em này có ghi bảo tôi phải lập dự án, tôi phải xây cả một tòa 300 căn hộ hoặc là 3 tòa 1000 căn để bán. Gia đình đang có điều kiện không biết làm gì. Đấy, thì cái mô hình nó khác nhau. Đó, có bạn bảo em báo cáo không có tiền. Mô hình của em là siêu sao môi giới. Phần này, tầm nhìn sứ mệnh có thể xếp vào phần này, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá xếp vào phần này. Rồi. Đây một hai câu chuyện thì cái này thôi, chắc là ví dụ như trường hợp này chẳng hạn, bạn Công này làm được 20.000 đại lý về mỹ phẩm, thế thực ra là không phải bạn ấy sáng tạo gì cả, bạn sao chép một cái mô hình ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc người ta làm được 200.000 đại lý, bạn ấy về Việt Nam bạn làm được 20.000 đại lý. Cùng mình hai phải với người bên cạnh và nói là học hỏi và cải tiến. Một số anh em thì nhất định bảo không dùng từ sao chép, phải dùng từ học hỏi. Thực ra thì nó là sao chép mà. Ở trường học ấy thì sao chép là bị cấm, tức là lúc mà bạn đang ngồi thi nhé, bạn nhòm một bài ông bên cạnh là không được. Nhưng mà kinh doanh thì rất khuyến khích bạn nên tham khảo bài của đồng đội. Bao nhiêu bạn đồng ý là ở trường học là cấm không được nhìn bài sao chép giơ tay. Ở trường học cấm chơi đội nhóm, lúc thi thố cấm đội nhóm, thân ông nào biết thân ông đấy. Nhưng mà ngoài đời nó không hoàn toàn. Thứ nhất là phải học hỏi người thành công sao chép, mà thứ hai là phải chơi đội nhóm. Mô hình bất động sản, ví dụ có bạn là mở văn phòng bất động sản, có bạn thì gọi là thuê cho thuê lại vân vân, gọi mô hình. Mình hai phần người bên cạnh nó là học hỏi mô hình kinh doanh. Rồi bước 1 xong nha, nhưng mà mất tiền nó hay nằm ở bước số 2. Thị trường lập dự toán, anh em ghi hay mất tiền lắm. Bước số 2 này rất hay mất tiền, tức là quên bước số 2 nên bị mất tiền. Đấy. Thế có bạn ví dụ xây nhà bán nên nhảy vào phát xây 20 cái nhà bán luôn, làm quy mô rất lớn, rồi tiền cũng vay banh đến tận 70%. Thế sau đó thì sau khi xây lên thì bán rất là chậm, rất chậm. Rồi vì sao khách mới biết là vào người ta góp ý là ông xây xấu lắm. Ông xây xấu là một, ông bán giá cao là hai, ông chả hiểu gì nhu cầu khách hàng cả. Thế thì nếu được quay trở lại, anh em phải biết phương pháp test thị trường. Thị trường không biết là gì đâu mình. Đúng rồi, xây thí điểm hai cái xem có ma nào nó mua không, đặt giá như thế hợp lý chưa, được chưa, và thiết kế như thế hợp lý hay chưa. Đó. Thì khách hàng vào người ta ôi cái cửa này không hợp lý, cái thiết kế này không hợp lý, cái phòng ngủ này ông bố trí bé quá. Đấy. Công trình lớn, tôi ví dụ tôi có anh bạn phụ trách 5 tòa nhà xây tòa căn hộ theo nước mình, mỗi tòa 300 căn và 1500 căn theo nước mình. Phần test thị trường không nằm ở đâu? Phần test thị trường không nằm ở căn hộ mẫu. Đấy, căn hộ mẫu, riêng cái phần căn hộ mẫu và phần phòng cái sa bàn và cái phần phòng kinh doanh làm hết 13 tỷ luôn. Phòng cái căn hộ có cỡ 70m, 90m, 120m đấy, xin mời các bạn vào xem nội thất các bạn ưng không? Các bạn chim ưng không? Chim ưng hay là chim cút nào? Thế thì xem, để xem có bao khách hàng người ta góp ý nội thất nên thế nọ thế kia. Ghi xem lại hết, điều chỉnh lại toàn bộ. Nếu mình thấy phần này quan trọng không? Không dính đòn nhiều vì bỏ qua phần test thị trường. Thứ test thị trường hay hơn từ nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường nhiều như là ngồi trên bàn giấy thôi. Mình test là kiểm tra xem nó có hiệu quả không. Đấy, bỏ một ít tiền vào. Đấy. Mình hai phải người bên cạnh tôi sẽ test thị trường. Như đứa em gái tôi, nó cũng kinh doanh thời trang nhưng nó không có mở cửa hàng ngay. Đầu tiên nó chỉ bán online, nó cứ bán online. Đấy, bán online có cái hay là gì? Ngồi đây bán toàn quốc. Thứ hai, mua sản phẩm cũng bán được luôn. Đã mở cửa hàng là nó phải sai số kích thước và màu sắc. Đấy, nó phải là nhiều hàng trưng bày, nó dẫn đến là tồn kho. Mà nó dẫn đến là một loạt các chi phí nhân sự, chi phí gọi là mặt bằng. Và nó làm cứ làm online thôi. Thế xong bắt đầu là chỉ thuê một căn hộ chung cư 10 triệu một tháng. Đến khi nào nó bán rất tốt, một tháng nó kiếm được mấy trăm triệu đồng một tháng. 100, 200, 300, lên đến 500 triệu một tháng. Thì nó bắt đầu mới ra mở cửa hàng. Nhiều ông thì sao? Để bắt mở cửa hàng luôn.
Thôi rồi, luôn hàng tồn kho sai số, kích thước màu sắc, xong bắt đầu là chờ khách vãng lai đi qua. Đấy, đầu tư 500, 1 tỷ, 2 tỷ, cuối cùng đóng cửa chưa kịp hiểu ra vấn đề. Thì bán online trước khi mở cửa hàng được xếp vào test thị trường. Một người mở quán ăn, test thị trường xếp vào là gì ạ? Một người đi mở nhà hàng. Rồi, đúng rồi, bước 1 đầu tiên là mình nấu xong đưa cho anh em ăn xem có nuốt được không. Anh em bảo nói thật, không nuốt rồi ông ạ. Tôi xin ông đừng mở. Bạn phải đầu tiên là cho anh em, bạn bè người quen. Và em nói anh ăn xong anh góp ý thật sự nhá. Đừng gọi là lịch sự mới lại các kiểu là chết em ấy. Góp ý thật sự, mà ăn có được không? Thế ví dụ họ bảo không ăn được, tôi bảo ông đừng mở nhà hàng, tôi xin ông ấy. Bạn có biết hơn, là một là phải tìm bếp trưởng, hay là ví dụ như là và thôi khi nào điều chỉnh sản phẩm, khi nào ngon thì thôi. Nếu mình cái tình trạng mà mở ra không nuốt được nhiều ạ. Nhiều. Nhưng mình hai phai bên cạnh nó test thị trường trước làm sao. Thế tóm lại tất cả các ngành nó đều có cái câu chuyện của test thị trường. Đấy ạ. Rồi. Dự toán là gì? Đấy, thì ví dụ mở quán ăn như này thì đấy 20 cái bàn, 80 cái ghế, 10 cái xô đá, 10 cái bình tương ớt vân vân là làm trong dự toán, chỗ trong nhà vệ sinh nằm trong dự toán. 6 tháng không bán được hàng nằm trong dự toán. Sau một số bạn mà sau này học trên phần doanh nghiệp ấy, thì sẽ được sâu rất nhiều case study, ví dụ đấy, dự toán chiến thắng ở trên dự toán là một kinh nghiệm. Nhưng mình hafa người bên cạnh nó là chiến thắng ở trên dự toán. Sai lầm thường gặp chắc là hết khoảng 500 triệu, không hiểu sao vào cuộc lại thành 700, chắc là hết khoảng 5 tỷ thôi, vào cuộc lại thành 8 tỷ đấy. Nhưng mình hafa người bên cạnh nó là chắc là hết khoảng. Đấy. Theo mình tình trạng này gặp nhiều không? Nhiều. Sửa nhà nguyên sự chắc quê khoảng 200, cuối cùng là 500. Vâng, điều đấy rất là hay gặp. Thì thực ra nó không quan trọng. Mới nhiều anh em bảo không quan trọng, nhưng không phải, thói quen. Việc nhỏ cũng lập dự toán, việc lớn cũng lập dự toán. Thì ví dụ như là số liệu, một số anh em bảo thế nhưng mà em có biết cái bàn này bao tiền đâu, thì chúng ta phải làm gì thôi mình? Hỏi, phải đi hỏi. Đó. Tránh tình trạng không lập dự toán đã nhảy vào ngay không lập dự toán, hoặc là tính kỹ quá chả làm cái gì, thì hai cái thái cực đấy đều không thành công. Nhiều người tính kỹ quá. Đó. Rất nhiều trường hợp mà tính kỹ không làm được, mà 7 phần nắm được khoảng 7 phần là phải hành động. Đó. Mình hai phần người bên cạnh nắm được 7 phần là phải hành động rồi. Có nhiều người tính kỹ quá. Đó. Tính quá kỹ nên cả hai thái cực đều không thành công, không làm dự toán, rất hay bị phát sinh. Nhưng quá khi cuối cùng là chả làm cái gì hết đấy, cái gì mà chả rủi ro. Rồi, ok, bước số 2, bước số 3, đội nhóm mà gọi vốn. Đây đi nốt phần này cho anh em. Nếu mình nhớ cái vụ mà mấy con đom đóm, mấy con cua không ạ, cái video ạ. Ok, đặc biệt là cái hình ảnh mấy con đom đóm bay trong rừng, nó phát sáng, thì nó không bị va vào cây. Sau đó đến một con đom đóm là lại đâm vào cây. Ok ạ, nên nhiều anh em thì phải xây đội nhóm thôi. Nên là một mình làm sao mình giỏi hết được, mình biết gì về xây dựng phong thủy không? Vâng, mình biết gì về pháp lý không? Rồi, mình hai phần bên cạnh đó là tôi sẽ xây đội nhóm, gọi vốn. Rồi, gọi vốn thì đây là cái kỹ năng tuyệt vời giúp cho bạn gì vượt qua khó khăn. Đang khó khăn đúng không, gọi vốn phát lại vượt qua này. Ông nhiều người vô cùng mệt mỏi cắm được cái nhà vào banh phát rút tiền về cái thở phào nhẹ nhõm. Vâng, cái chuyện đấy bình thường mà. Một chủ đầu tư vô cùng khó khăn gọi được đối tác vào cổ phần với mình phát vượt qua khó khăn, bán tài sản thì không lớn luôn, lại doanh nhân nghìn tỷ, con trận vừa rồi tí vẫn ạ. Chuyện đấy rất bình thường. Gọi vốn để vượt qua khó khăn, gọi vốn để làm gì, để bắt cơ hội. Ngay cạnh nhà mình có một ông đang bán nhà 10 đồng ông bán 7 đồng. Mình không biết gọi vốn, không xoay được luôn. Biết ngon mà không thể nuốt được. Đó, nên mình hai phải. Nhưng người bên cạnh nó là gọi vốn để bắt cơ hội. Rồi, thì nói chung là phải biết gọi vốn. Nếu không gọi vốn, 10 đồng không bao giờ vào được trận đánh 100 đồng. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và luôn bị giới hạn trong cái việc đầu tư. Đó. Mình hai phần người bên cạnh là đội nhóm và gọi vốn.